Ceramide lại là một cái hợp chất rất là quan trọng trong cái hàng rào bảo vệ da, bởi vì ceramide chiếm đến 50% thành phần của hàng rào bảo vệ da. Cái chất ceramide này nó rất là hay ở chỗ là nó cho phép những cái chất tốt đi vào trong da và ngăn chặn những cái chất xấu gây hại cho làn da. Da bạn sẽ không bao giờ hết mụn, thậm chí là còn trầm trọng hơn nếu như các bạn bỏ qua một bước đơn giản này. Để tránh cho mụn của các bạn trở nên dai dẳng và điều trị không khỏi thì cái bước đầu tiên quan trọng nhất đó là làm sạch da. Nhắc đến việc hình thành mụn thì chúng ta có rất là nhiều cái cơ chế và có 4 cái cơ chế chính. Nhưng mà trong đó có 2 cơ chế liên quan đến việc đầu tiên là tích tụ dầu thừa. Khi dầu thừa, bụi bẩn bị tích tụ ở trên da mà không được loại bỏ sạch thì nó sẽ dẫn đến cái việc đó là da của chúng ta bị bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn trứng cá. Nguyên nhân thứ hai đó là do vi khuẩn C. acne, thì khi mà có vi khuẩn xâm nhập thì nó sẽ làm cho da của chúng ta dễ bị tình trạng viêm nhiễm hơn. Và từ hai cái nguyên nhân này thì các bạn có thể dễ dàng thấy rằng việc làm sạch là cực kỳ quan trọng đối với những bạn mà đang điều trị mụn. Làm sạch da là một bước cực kỳ quan trọng trong việc điều trị mụn. Tuy nhiên không phải là các bạn cứ cố gắng làm sạch thật là nhiều lần, làm sạch thật mạnh để mà loại bỏ đi dầu thừa bụi bẩn thì da của các bạn sẽ hết mụn. Ngược lại, thậm chí nếu mà các bạn làm sạch quá mạnh, làm sạch quá nhiều lần thì có thể làm cho da của mình dễ bị kích ứng, nhạy cảm và làm cho tình trạng mụn của các bạn càng lúc càng nặng hơn. Bởi vì trên da của chúng ta thì sẽ có một cái lớp màng rất là mỏng, lớp màng này là lớp màng lipid hay còn gọi là lớp hàng rào bảo vệ da. Và cái lớp hàng rào bảo vệ da này thì nó được hình thành từ 3 cái thành phần chính. Và cái lớp màng ẩm tự nhiên này nó sẽ ngăn chặn sự xâm nhập của các vi khuẩn có hại tấn công vào da của chúng ta, cũng như là nó ngăn chặn sự mất nước qua da và cũng bảo vệ chính cái làn da của chúng ta. Và các bạn hãy thử tưởng tượng xem, bây giờ chúng ta dùng một cái loại sữa rửa mặt nó quá mạnh, nó làm da của các bạn bị khô, bị kích ứng và làm tổn thương cái lớp hàng rào bảo vệ da này, thì nó sẽ làm da của các bạn ngày càng tồi tệ hơn, trầm trọng hơn bởi sự xâm nhập của vi khuẩn, bởi những cái tác nhân có hại từ bên ngoài, và từ đó làm cho da của các bạn sẽ bùng phát mụn nặng hơn, da khó điều trị hơn và dễ bị kích ứng hơn rất nhiều. Nên một cái tiêu chí để mà lựa chọn sữa rửa mặt nó luôn là đủ làm sạch da nhưng không gây khô da. Thường là dạng gel sẽ là một cái dạng dễ sử dụng nhất, ít gây khô da nhưng mà nó cũng đủ làm sạch cho da. Và tốt hơn hết nếu như nó có thêm những cái thành phần mà nó giúp hỗ trợ làm dịu da và củng cố được hàng rào bảo vệ da. Và nói đến sữa rửa mặt cho da mụn thì thời gian gần đây bác sĩ Nguyên có sử dụng một cái loại sữa rửa mặt mà mình cũng rất là yêu thích, đó là sữa rửa mặt Actiderm Derma. Và cái điều mà mình thích ở cái sữa rửa mặt này đó là khi mà mình rửa thì mình cảm giác là nó đủ sạch cho làn da, nhưng mà nó không hề gây cái cảm giác là khô da, căng da như là một số cái loại sữa rửa mặt khác. Mùi thơm thì dịu nhẹ, rất là dễ chịu, và quan trọng nữa đó là giá cả rất là bình dân, rất là phù hợp cho những bạn học sinh, sinh viên mà cái độ tuổi mà nó thường hay bị mụn trứng cá. Và cái sản phẩm này thì kết cấu nó ở dạng gel và rất là dịu nhẹ ở trên da, thì các bạn có thể thấy đây là kết cấu của sản phẩm, nó ở dạng gel. Khi mà mình tạo bọt thì nó không có quá nhiều gọi là bọt, và khi mà rửa trên da thì nó cho một cái cảm giác dễ chịu, không bị gây cái tình trạng là khô da. Và điều quan trọng là trong cái sữa rửa mặt này nó có một cái công nghệ gọi là ceramide complex, nó gồm có 3 thành phần ceramide. Mà ceramide lại là một cái hợp chất rất là quan trọng trong cái hàng rào bảo vệ da, bởi vì ceramide chiếm đến 50% thành phần của hàng rào bảo vệ da. Và nhờ có ceramide mà da của chúng ta vừa được dẫn truyền vừa được bảo vệ. Cái chất ceramide này nó rất là hay ở chỗ là nó cho phép những cái chất tốt đi vào trong da và ngăn chặn những cái chất xấu gây hại cho làn da ở bên ngoài. Và ngoài ra thì trong cái sản phẩm sữa rửa mặt Actiderm này nó còn có 5 cái thành phần từ thiên nhiên như là lô hội này, nha đam, rau má, tràm trà, cây tầm bóp. Đây là những cái thành phần thiên nhiên mà nó sẽ giúp hỗ trợ làm dịu da, mang lại cái mùi thơm tự nhiên. Và kết hợp với cả những cái thành phần rất là nổi tiếng như là vitamin B5, AHA, mà B5 thì có khả năng làm dịu da, phục hồi da rất là tốt. Còn AHA thì nó sẽ hỗ trợ tẩy đi những cái tế bào chết ở bề mặt và giúp cho da của chúng ta thông thoáng hơn. Tin vui nữa đó là cái sản phẩm Actiderm này lại là sản phẩm của người Việt, và bác sĩ Nguyên thì rất là ủng hộ cho những cái sản phẩm của Việt Nam mà nó tốt và nó đem lại nhiều cái lợi ích cho người tiêu dùng. Ngoài ra thì bác sĩ Nguyên cũng lưu ý với các bạn những cái lưu ý cực kỳ quan trọng để các bạn có thể rửa mặt mà giúp hỗ trợ làm sạch mụn cũng như là ngừa cái tình trạng viêm
nhiễm. Đầu tiên đó là số lần rửa mặt thì chúng ta nên rửa mặt khoảng 2 lần một ngày, và mỗi lần rửa mặt thì chúng ta không rửa mặt quá 2 phút. Thì khi mà rửa mặt đó, các bạn biết rửa mặt càng nhiều thì nó càng khô da, nó càng kích ứng, nên chúng ta không phải cứ rửa mặt nhiều là tốt, nên một ngày 2 lần là đủ. Khi mà mình rửa mặt đó, thì mình sẽ ưu tiên rửa vùng chữ T trước và vùng chữ U sau, tại vì vùng chữ T là một vùng rất là nhiều dầu, nhiều mụn đầu đen và cũng thường có nhiều mụn ẩn, thì chúng ta sẽ tập trung làm sạch ở cái vùng chữ T này trước. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch sang vùng chữ U thì nó sẽ đủ sạch cho làn da mà không gây nên cái tình trạng khô da ở vùng chữ U. Điều thứ ba đó là các bạn nên sử dụng nước mát để rửa mặt chứ không nên sử dụng nước quá nóng. Mình biết là mùa này thì các bạn sẽ rất là thích dùng nước nóng tại vì mình sẽ cảm giác là dễ chịu hơn. Tuy nhiên cái nước nóng nó cũng sẽ làm tổn thương cái hàng rào bảo vệ da, nên các bạn ưu tiên dùng cái nước mát hoặc là nước hơi ấm một chút thì nó sẽ tốt hơn. Và lưu ý tiếp theo đó là khi mà chúng ta rửa mặt thì chúng ta nên rửa cả cái vùng chân tóc và vùng cằm. Những cái vùng này thì thường rất là hay nhiều mụn ẩn và rất là nhiều dầu thừa tồn đọng mà chúng ta không có để ý. Thì nếu mà các bạn không rửa những vùng này thì rất hay là bị mụn lấm tấm. Và điều quan trọng cuối cùng đó là sau khi rửa mặt xong thì các bạn có thể bổ toner hoặc là sử dụng serum HA để mà làm dịu da, tránh tình trạng khô da và bị kích ứng. Và lời cuối cùng muốn nhắn nhủ đến với các bạn đó là làm sạch da là một bước cực kỳ quan trọng trong việc điều trị mụn. Và thương hiệu Actidom là một trong những cái thương hiệu về chăm sóc da mụn mà bác sĩ Nguyên rất là yêu thích.